con biết không? Có con mẹ vui hơn nhiều. Không có con mẹ biết phải làm sao. Chiếc giường này thật thoải mái. Hình như em bé muốn ra rồi. Lính canh, mau lại đây đi. Gì nào vậy? Quái hiển nhân còn gì, giúp tôi. Chà, nếu cô thích xử lý như thế, đưa em bé ra khỏi cô nào. Không ngờ dễ thế. Căng thẳng quá đi mất. Cuối cùng cũng xong rồi. Giờ tôi muốn đưa em bé đi dạo một chút. Để tôi mở cửa ra. Bay nhỉ? Mừng quá nhỏ đi rồi. Cứ thế thì đi ra ngoài được sao? Đúng là có tiền mua tiền cũng được mà. Phòng giam sạch sẽ cho đầu óc thoải mái. Việc này thư thái thật đấy. Con thế nào rồi con yêu? Trông tao vui vẻ chứ? Mẹ sẽ luôn luôn chăm sóc con. Chà, tiếp tục lau dọn thôi nào. Làm ơn nhỏ tiếng được không? La 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 la, lau dọn của nhà giam. Chả lẽ không có người giúp việc à? Con đang không vui vẻ đâu nhé. Mẹ! Nhỏ tiếng thôi nào. Mẹ đang cố nghỉ ngơi đây. Giọng mẹ vỗ về con đúng không? Mẹ sẽ hát ru cho bé con nhé. Kể ra ý tưởng ấy cũng không tồi đâu. Mình chỉ cần lấy cái này đã. Rất gần. Chỉ cần thêm một xíu. Đi rồi, để đến lúc hát ru con yêu. La 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 la. Cái gì vậy? Không sao đâu. Oh yeah. Quẩy lên. Dừng lại đi. Ai cũng là nhà phê bình hết. Không sao cả, mình có ý hay hơn. Bật nhạc nền cái đã. Cái hát chay chưa ổn thôi. Mình có giọng hát trời phú mà. La 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 la. Sởn cả da gà. Đừng sợ nhé bé con. Mẹ xin lỗi về chuyện đó. Con không thích đâu mẹ ơi. Xuyệt, đừng khóc. Bé ơi, ngủ ngon đêm đã khuya rồi. Con mình chẳng thể nghe thấy mình nữa. Nhưng mình đã có cách. Mình sẽ tự làm mic luôn. Bắt tay vào việc thôi. Có rồi nè. Mình sẽ nói vào cái hộp này và áp hộp kia vào bụng cho con nghe. Xin chào con gái cưng. Cá thế mới phải chứ. Mình thấy buồn ngủ rồi. La la la. Hiệu quả rồi. Nhắm mắt ngủ. Thích thế à? Thích thì chị chơi đến cùng. La 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 la. Thôi đi, mẹ đừng hát nữa mà. Mình bỏ cuộc. Chỉ còn một cách thôi. Yuhu. Cô rung chuông ạ. Chơi gì đó em ấy. Đây là bài cổ điển. Thật du dương. Thế nào con? Cái gì cũng hay hơn giọng hát của mẹ. Đi ngủ thôi. Chịu ngủ rồi. Ok, được rồi. Wow, chơi hay thật đấy. Nhưng mình vẫn dùng hộp thiết. Đói bụng quá đi. Đến giờ ăn. Cho tôi, cho tôi. Của cô đây. Tôi đang đếm dở tiền mà. Thôi cứ đưa đây. Không biết nay được ăn gì nhỉ? Hả? Cái gì đây? Hết sảy cam bà bảy. Thử đi, ngon mà. Người mới đã thấy ghê rồi. Nến beautiful mất thôi. Cậu bảo lỡ rồi. Ngon dã man. Đừng có mơ tưởng ăn món này. Còn chả dám nhìn nó luôn. Nhưng con muốn thức ăn mẹ ơi. Con đói. Lúc nào con cũng mè nheo được. Mẹ biết phải làm gì rồi. Mẹ chỉ cần lấy điện thoại thôi. Mẹ cất ở trong này. Cẩn thắc vô ai nấy đúng không? Dù sao cũng là ở trong tù. Tội phạm ở khắp mọi nơi mà. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Gọi điện cho một người nè. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Mình chẳng bao giờ hiểu người giàu. Ninh nào, nghe máy đi. Loại xúc xích này ngon đấy. Yeah, cô muốn gì nào? Em bé thì đang đói, mà thức ăn trong này quá khủng khiếp. Thôi, ta nghe đủ rồi. Anh không hiểu được đâu, họ cho ăn cháo yến mạch. Này, mau qua đây đi. Chúng ta phải giúp quý cô này. Hãy chăm sóc cô ấy. Tuyệt quá, cảm ơn. Đừng bao giờ gọi tôi nữa. Chỗ này là thừa luôn rồi. Đi đi, cậu còn đợi gì nữa. Vui quá đi mất. Ôi mẹ ơi, ngon bái cháy vạ chết. Chuẩn luôn ạ. Mình phải xin công thức mới được. Giờ thì ngồi nghỉ ngơi thôi nè. Có chuyện gì vậy? Đó là ai? Đúng ý mình.
rồi nè. Cảm ơn nha. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Pizza mới ra lò luôn. Khoái khoái chảy nước miếng. Khoan, mình có một sáng kiến. Pizza ăn kèm với kem sữa tươi. Nghiêm túc đấy hả? Oh là la, một tác phẩm nghệ thuật. Và giờ cho cả sushi vào. Cơn thèm của mình lạ thật, nhưng ai quan tâm. Gì nữa? Một chút một tạc. Thêm nữa cơ. Ôi, dâu tây nhìn tươi mọng nước kìa. Thế này mới chuẩn. Wow, nhìn ngon quá đi mất. Ăn luôn cho nóng. Woohoo, đến giờ ăn rồi. Con muốn ăn hết. Nhìn ngon thật đấy. Ước gì mình cũng có pizza. Mình sẽ gọi cho ông xã. Alo, hả? Điện thoại không hoạt động gì cả. Ô này, gửi em thức ăn nhé. Cảm ơn anh. Pizza và sốt sô-cô-la. Ai mà tưởng tượng nổi. Ôi, miệng mình chảy nước miếng rồi. Ô, thức ăn đến rồi. Chào vợ yêu. Dạ, ôi em nhớ bộ diêm em đó quá. Chào bé con ở trong đó có ngoan không? Bố có khỏe không? Bố nhớ hai mẹ con lắm. Anh chỉ kiếm được ngần này. Em cảm ơn. Hai quả táo. Anh toàn làm hư em. Anh nhảy nhất. Ôi nào, em đang làm anh ngượng đấy. À, suýt thì anh quên mất. Anh có thanh kẹo nữa nè. Anh làm em xúc động quá. Cảm ơn ông xã. Hết sạch rồi và mình không hối hận gì cả. Cuộc sống hoàn hảo. Trông mà thấy ghê ấy. Cứ thử sống với cô ấy thì biết. Hẹn sớm gặp em. Cho xin cái túi nôn. Không, nghiêm túc đấy, mình ăn quá nhiều. Đây là đâu? Ồ, phải, mình vẫn ở trong tù. Trông kẹm thật đó. Con bị sao vậy? Con chả, làm con vui đi. Con, không bao giờ dừng. Phải làm gì bây giờ chứ? Thế ăn bim bim nhé. Để con nghĩ. Không. Mẹ đang cố gắng đây. Mình muốn ăn mà con không chịu. Chắc chắn phải có cách dỗ con chứ. Mình đã hiểu ra rồi. Đây, con muốn tiền không? Con đang đùa mẹ hả? Con muốn cái gì? Đừng có la con. Này, coi chừng. Động đất. Ôi, ra là cậu. Không dừng được con bé, giúp với. Anh Linh ơi, vào đây đi ạ. Sao thế? Có chuyện gì hả? Con em đang bị chán. Để xem nào. Thử nghịch bóng này xem. Vừa mềm vừa dai nè. Hả? Bóng à? Không có chi, chơi vui nhé. Mỗi thế. Xem nào. Thích quá. Con đỡ chán chưa? Cuối cùng con bé cũng nín. Sao trước giờ mình không biết đến cái này? Đây là thứ tuyệt vời nhất mình từng thấy. Tuyệt. Vậy nghĩa là mình được yên bình ngủ. Bóp cả bóng hoài không chán. Không ngủ rồi. Quả bóng. Không, làm ơn đừng mà. Sao chuyện này luôn xảy ra với tu chứ? Đừng khóc nữa. Có lẽ mình nên giúp cậu ấy. Sao ta? À, đúng rồi, mình cần cái thìa. Chỉ cần dùng thìa cạo vào tường như thế này, rồi tích thành một nắm bụi. Cần thêm xíu nữa. Vậy là đủ rồi. Tiếp theo mình cần một quả bóng bay. Mình sẽ đổ bụi vào quả bóng bay. Dùng phễu sẽ dễ hơn nhiều đó. Lắc lắc một xíu để bột rơi hết xuống. Giờ thì buộc nút lại là xong. Và mình cần trang trí nó. Bóng bay này trông thật hạnh phúc. Cảm giác bóp bóng đã tay lắm luôn. Mẹ rất xin lỗi, nhưng mẹ cũng chẳng biết làm thế nào đâu. Cheryl ơi. Cậu muốn gì chứ? Tặng cho cậu nè. Thật đã. Tuyền, cảm ơn. Không có gì đâu. Chắc con tớ sẽ thích đấy. Nè, con thấy thế nào? Con thích lắm. Đây là đồ chơi yêu thích mấy của con. Nhẹ cả người. Mình có thể cảm thấy căng thẳng đang tan ra. Đúng thứ mình cần luôn. Wow, nhà hàng này đẹp phết. Mẹ con mình sẽ ăn thật ngon nha. À, bồi bàn, cho tôi xem thực đơn với. Cảm ơn, hôm nay mình có tâm trạng ăn món gì nhỉ? Salad hay lạp?
Món này ạ. Được ạ. Gì kia? Nước sốt để một bên nhé. Này, ai đó giúp tôi với. Hả? Ôi, xin chào. Của cô đây. Gì? Khoan, thực đơn đây ạ? Khiếp, mình chỉ đủ tiền mua burger thôi. Món này ạ. Ồ, được chứ ạ. Món sẽ lên ngay, chúc ngon miệng. Chà chà, bánh burger nhìn hấp dẫn quá ta. Salad thưa cô. Trông. Thực ra tôi không ăn nữa đâu. Nhưng có vấn đề gì ạ? Tôi chỉ thấy không thích nữa thôi. Mà nhìn chiếc burger kia thì cho tôi giống như cô gái kia. Burger à? Có ngay ạ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thôi luôn hả trời. Burger mà quý cô yêu cầu đây ạ. Thế này mới đồng ý của mình nè. Salad đây nhé. Được tiền rồi còn được ăn miễn phí nữa. Đến lúc đi mua sắm rồi. Dù sao thì mình cũng ăn cho hai người mà. Trông ngon quá. Wow, trái dưa hấu này bự dễ sợ. Còn mình thì mê dưa hấu cực. Nghe ổn á. Mong lại ẻm nhiều nước. Bự như bụng bầu của mình luôn. Ôi, cho tớ đó hả? Cậu dễ thương kìa. Cậu ấy lấy dưa hấu của mình sao? Nào, của tớ mà. Bực thật đấy. Ôi trời, ít nhất thì cũng còn một quả. Trông không ngon cho lắm. Nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Đi với chị nhé. Tôi mua quả này ạ. Wow, cảm ơn. Muốn ăn luôn á? Khoan, nhìn quả này cứ sao sao á. Hình như bên trong có gì đó. Mình phải bổ nó thôi. Wow, không thể ngờ luôn. Đỉnh cao dã man. Không biết bên trong có gì nhỉ? Wow, một quả trứng sô-cô-la khổng lồ. Nhìn nó nè, có kẹo bông bên trong. Càng ngày càng tiến hơn ý. Wow, mình may thật luôn. Có cách này nè. Mình sẽ cho kẹo bông gòn vào một chén nước. Má ơi, bên trong có tiền luôn. Hôm nay mình số đỏ thật đấy. Đến lúc đi spa rồi bà con. Chuẩn rồi má. Úi, sao chị lại làm vậy? Lưng dưới của cô đang căng lắm luôn ạ. Tôi phải massage thật kỹ. Dừng lại đi. Hả? Nếu cô nói thế thì tân trang nhan sắc cho nàng nào. Dễ thương một tí, nhưng phải chảnh. Nhột quá đi. Cô có biết cách làm không đấy? Chắc tôi sắp hắt xì này. Thoải con gà mái. Lớp trang điểm hỏng hết rồi. Wow, quần áo đẹp nhất năng luôn. Và giày cũng xinh nữa. Phải thử ngay mới được. Vừa như y nè. Bình tĩnh, cẩn thận. Khó đi thế không biết. Chân mình đau muốn xỉu. Bởi vậy mình mới không mang giày cao gót. Giờ mình đau quá trời luôn. Đúng là phí tiền. Mình chẳng thể mua những thứ xịn sò. Không biết còn bao nhiêu nữa ta. Chắc mình có thể mua đồ ăn ý. Chả còn, còn mỗi cái nịt. Hôm nay tệ thật đấy. Chiếc váy yêu thích của mình, nhưng không biết còn đóng khóa nổi không. Bực mình quá đi mất. Mindy, sang đây. Dạ. Bụng chị to quá mặc đồ không nổi. Giúp chị với. Rất hân hạnh ạ. Kiểu cái khóa nhỏ này thôi ạ. Dừng lại. Ngồi xuống. Không thể mặc nữa. Một chiếc váy nữa này. Sao chẳng mặc vừa bộ nào nữa vậy trời. Kéo lên đi. Khoan, để xem nào. Ok, bình tĩnh nào. Chả ích gì. Hít thở đều nào. Chị nhìn cái gì vậy? Chị biết rồi. Đó, váy này vừa với em lắm luôn. Em cảm ơn. Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi. Cầm đi nè. Gì đây? Để mọi người nghĩ là chị, hiểu chưa? Đó, giống như phụ kiện đẹp vậy. Đừng quá khích là được, nhớ chưa? Wow, phải nói là hôm nay nhìn mình rất lộng lẫy. Vòng tay mới của mình đỉnh quá, sáng bóng. Au, trời, đau thật đấy.
Ok, cái cây này xanh tươi ghê, chắc sẽ ổn thôi. Cô ơi, cô gái, xin chờ đã. Tôi phải kiểm tra xem cô có mang hàng lậu vào không. Tôi cần quét một lượt trước khi cô vào. Rất nhiều người đã cố tuồn thực phẩm buôn lậu vào. Cô không phải một trong số họ đấy chứ? Được rồi, cô ổn đó, có thể đi qua. Không biết cảm giác bị quét như thế nào nhỉ? 31 32 Oh, này, chị là ai? Mà chị muốn gì? Ê, tớ nè, hóa trang hay không? Tuyệt cú mèo. Nhưng mang cây đi làm gì vậy? Xem đây nè, ăn vặt thôi. Sao cậu lại ăn đất chứ? Kinh quá. Cả muốn ăn thử không? Đừng lo, tớ sẽ tiết lộ bí quyết cho cậu. Tớ đổ Oreo vào một cái bát. Sau đó dùng chày giã bánh quy ra cho vụn. Cứ giã cho đến khi cậu cảm thấy vụn vừa đủ. Thế là xong, đã có đất bánh quy. Tiếp đến tớ chỉ cần đổ vào chậu cây thôi. Wow, cách đó hay thật. Được rồi, đưa qua đây cho tớ đi. Cảm ơn cậu nhiều. Cây ơi, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé. Nhưng trước tiên cho xin một miếng đã. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình nghĩ ra ý hay ghê. Nào nào, mau lại đây đi. Tiếp theo, tiền trao cháo múc. Ok, của cậu đây. Đổ luôn vào túi quần nhé. Xong rồi, tiếp. Không, không có miễn phí đâu. Chả có gì, đen quá cơ. Ui, khổ thân, để xem mình còn đồng lẻ nào không. Cho cô này, 100 đô ấy à? Không có chi. Lúc nào rảnh cứ quay lại nhé. Wow, đôi giày lung linh quá. Cho cô chút tiền mua thức ăn này. Cho tôi tất cả luôn à. Nhìn mà xem, tiểu thư giàu có. Ôi, cô ta nhiều tiền hơn hả? Tôi còn đầy tiền để cho nhé. Chắc mình đang mơ rồi. Tưởng ngần nấy là nhiều tiền lắm hả? Đây, cầm đi. Đồ thật luôn. Vâng ạ. Tấm lòng từ bi bao la trên này. Tôi Wow. Tớ thấy vàng rồi, tớ sẽ tặng hẳn 3 chiếc iPhone và 1 chiếc laptop. Có thế không ạ? Đồ điện tử á? Thôi xin. Còn xe hơi mới thì sao nhỉ? Thế mới gọi là cho đi chứ. Xe hơi riêng á? Ôi. Mà chờ một chút. Này, đưa bút bi đây và quay một vòng xem. Chỉ cần một chữ ký và cô đã có được nhà tôi. Đã đủ hào phóng chưa nào? Cầm đi nè. Wow. Ngớ ngẩn rồi đấy. Đừng có nghe cô ta, ký đi. Thôi tôi đi đây. Hẹn gặp sau nhé. Cho tôi xin đi mà. Thôi, tôi mới đổi ý rồi. Không lấy lại được đâu. Chả sao hết, mà bây giờ cũng không có ai nhìn. Này, cô đã chơi rồi mà. Đứa thời vàng đấy. Nhưng cô kia cho tôi cơ mà. Thì thôi. Người giàu xấu tính ghê. Khó chịu quá đi mất. Chẳng được luôn. Hay thử giường trên nhỉ. Leo lên thang cái đã. Bộ xương ấy nằm đó từ bao giờ vậy trời. Chịu luôn. Thôi vậy là mình có bạn tù xương sẩu. Bà cái tù làm gì thế? Hình như ngủ gần mất rồi. Ghen tị dễ sợ. Này đâu, giúp tớ phát đi. Hả? Máy bay giấy đưa thư nè. Cậu ấy cần mình giúp. Phải nhộm răng cho xong đã. Ok, cho tớ vài cái răng nào đồ lâu. Cứu tôi với. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Răng tôi rụng hết mất rồi. Gì? Ew, ôi mẹ ơi, nhìn sợ quá đi. Alo, vâng, tôi có một trường hợp đau răng khẩn cấp. Đến nhanh thế nhỉ? Răng cô kia đang rơi ra đấy. Tuyệt, kế hoạch thành công rồi.
Đừng lo, tôi sẽ kiểm tra và chữa cho cô ấy. Ôi, răng của tôi. Nào, đừng lo, tôi đến giúp cô đây. Mình chẳng dám nhìn thế nào cả. Xin chào, tôi là bác sĩ cô vừa gọi đây. Ủa gì vậy? Nhưng nha sĩ mới tới luôn mà. Ôi không, nha sĩ hàng chuẩn đã đến rồi kìa. Ấy, chà, vậy là có kẻ giả mạo. Giơ tay lên. Khoan khoan, tôi là bác sĩ thật mà. Bị phát hiện rồi, chuẩn mau. Mơ đi, đứng yên tại chỗ. Về trại nhé cưng. Không. Đôi giày này dễ cưng quá. Con cũng thích à? Con có phong cách của mẹ đấy. Ok, đeo thử vào xem nào. Sắp được rồi. Khó quá đi mất. Gọi người tới giúp mới được. Tôi muốn mang đôi giày này. Không thành vấn đề. Vinh hạnh của tôi ạ. Cô giống như Cinderella xinh đẹp. Và tôi là hoàng tử đẹp trai. Cô thấy sao ạ? Đẹp lắm ạ. Chẳng biết nữa. Không, tôi đổi ý rồi. Biết ngay là lại thế mà. Vậy thử đôi này đi ạ. Đây là đôi cuối cùng. Thích đi mà. Hợp chân ghê. Thật ạ. Túi của cô ạ. Sao thế kỳ kìa? Tôi không thể đi giày cao gót. Tôi có ý này. Tôi muốn giày của cô. Nhưng... Vâng. Thế vẫn thiếu thiếu ấy. Tôi thì thấy sáng chảnh nè. Gần được rồi. Cuối cùng cũng đeo vào. Cũng không khó lắm. Giờ buộc dây giày nào. Mọi người buộc sao nhỉ? Thế này tới sáng mai không xong mất. Ok, không làm được thì phải nghĩ cách sáng tạo. Làm gì khó đến mức ấy. Khoan đã. Cách này có khi được nè. Rút dây ở giày thể thao ra. Rồi luồn dây buộc tóc qua lỗ giỏ. Buộc một nút trên dây đó. Nhớ thắt chặt nha. Luồn dây buộc tóc sang lỗ xỏ bên kia và buộc một nút nữa. Gài nút dưới lưỡi giày nha. Lặp lại y chang hết các lỗ nè. Lẽ ra mình phải nghĩ ra cách này sớm hơn. Chữa chân vào thật dễ. Mình rất thích trang trí cũi. Yuhu. Đồ cha cũ cho bé ạ. Xấu kinh khủng. Mang đi dùng cái. À khoan, dùng cái này đi. Đồ treo cũi mới đây ạ. Chuẩn không cần chỉnh. Nhìn đống điện thoại với tiền này, con mình sẽ mê ngay. Tôi thích cái này. Rất hợp thời trang đấy thưa cô. Hơi bị quá, hoàn hảo ấy. Lũ bạn sẽ ghen nổ mắt cho xem. Úi, ôi không, âm thanh của tiền đấy. Làm ơn đừng vỡ mà. Thôi xong. Vỡ thế này sao con chơi được nữa. Chán như con rán luôn. Mẹ mong ngóng con từng ngày. Để xem mẹ có thể mua đồ chơi gì cho con nhé. Wow, đẹp quá nè. Đồ chơi cũ giảm giá à. Dễ thương quá nè. Nhưng mà không đủ tiền. Oh, bố ơi, con thấy có đồ cho con nít xinh lắm. Ừ, để bố xem nào. Trông đẹp thật nhờ. Cứ để đó bố lo hết. Bố đi đâu vậy? Ít ra bố để bánh quy cho mình. Xem bố có gì nè. Ôi bố, không cần đâu mà. À, không cần thật đấy ạ. Con cảm ơn, bye bố ạ. Từ bao giờ đây trời? Làm ơn đừng có nhện nhé. Phải làm gì bây giờ nhỉ? Có cách rồi, mình chỉ cần đĩa bánh quy. Nhưng mẹ sẽ không ăn bánh đâu. Trước tiên phải quét sạch mạng nhện trong hộp đã. Dễ thương ghê. Và ngon nữa. Con yêu sẽ mê ngay. Đẹp hơn mình có thể tưởng tượng luôn. Xem mẹ làm gì nè. Có ai gọi nè. Giúp tôi với. Tôi chịu hết nổi nơi này rồi. Ok là phải giúp bạn mình rồi. Mệt mỏi ghê. Cô dọn dẹp kìa. Đừng để tôi nha, tôi cất bụi thôi à. Chị cảnh sát ơi, giúp tôi chỗ tủ với. Tôi không mới được ý, chị thử phát xem sao.
Rồi, đưa đây để tôi làm cho cô xem. Cô nàng mất cảnh giác rồi, cơ hội là đây. Gì thế? Ồ, còn thiếu chỗ này à? Phù, đổi miếng giấy khỏi miếng keo xong rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé. Ồ, gượm đã, cô có cái gì dính trên đồ nè? Khoan khoan khoan, đủ rồi đấy. Được chưa ta? Tuyệt, chìa khóa dính vào lưng cô ấy rồi. Này, ổn áp rồi nhé. Ui, cô ấy đến giúp mình kìa. Đến lúc lẻn vào đây rồi. Này, xem tôi chơi chống siêu cháy này. Gì? Cô lại lên cơn đấy à? Chuẩn chính xác, giờ cô sẽ phải nhặt thiệt giùm tôi. À, mấy người làm tôi mắc điên rồi đấy. Ngon, xin phép làm tiền nhé. Tưởng là tôi sẽ trả hay sao? Mời đi cưng. Giờ ngoan ngoãn nào, nếu cô xử đúng mực thì tôi sẽ trả lại. Ok, cô ta đi rồi. Thời cơ vượt ngục của mình đã đến. Xịn, cửa đã mở toang, giờ chuồn thôi. Tuyệt, tự do rồi, ra khỏi nơi khủng khiếp này nào. Ủa, làm gì đấy? Chìa khóa ở đâu ra dợ? Cho tôi mượn với. Xin đấy, làm ơn đi. Này, quay lại đây cho tôi. Có vẻ đang không có ai nhìn. Cơ hội của mình đây rồi. Gì vậy má? Làm gì vậy hả? Tránh ra xem nào, cậu vẽ đấy lên tường rồi hả? Ừ thì tôi đang cố nâng cao định lý của tớ, cậu thấy đó. Tớ thấy nó ở khắp bề mặt trong phòng giam. Gì vậy trời? Nghe này, định lý của tớ là chiến lược tẩu thoát. Đây là cách chúng ta sẽ chuồn khỏi đây mãi mãi. Như này, kế hoạch của tớ hoàn hảo luôn. Miễn là các phép tính toán đều đúng và chúng ta làm chính xác. Rồi, tụi mình sẽ ra được khỏi đây. Tớ không hiểu. Không hiểu á? Nhưng đơn giản mà. Tự do là tự do ấy. Cánh đồng rộng mở, bầu trời xanh trong, vùng vẫy thỏa thích. Tránh ra đi, tớ muốn chạy trên cánh đồng giống như cuộc đua marathon tớ vẫn luyện tập ấy. Gì vậy trời, trí tưởng tượng của tớ mà. Rồi, xin lỗi. Ủa mà chờ chút, tớ có ý này. Nhìn này, thấy bắp tay tớ không? Cậu hiểu ý tớ chưa vậy? Chưa. Hả? Không hiểu. Rèn luyện sức lực là chìa khóa của mọi thứ. Cậu có nhìn tớ không? Đã hiểu chưa đấy? Nhìn này, như tớ nói, rèn luyện sức lực là chìa khóa của mọi thứ. Yeah, có vẻ cậu bắt đầu hiểu ra rồi nhỉ. Ơ kìa, lính gác kìa. Ồ, hình như anh ta muốn tụi mình đứng lên. Tốt nhất là làm theo lời anh ta. Can tắm đây mấy cô nương, đến giờ tắm rồi, nhanh lên đấy. Em này, khui, nhớ là không được rửa mặt nghe chưa? À, đúng rồi, vì có định lý của cậu, nhớ rồi. Thấy chưa, tớ không hề chạm vào mặt nhá, không làm ướt luôn. Không, 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 không thể thế được, người ta sơn tường rồi. Ôi, định lý. Này, có sao không? Hả, có chuyện gì vậy, sao tớ lại nằm trên đất? Định lý của cậu bị xóa rồi, nhưng đừng lo, tớ vẫn còn cơ bắp đây. Cậu theo tớ chứ, phải theo nha. À, lại là cơ bắp, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Cuộc sống trong tù chẳng dễ dàng, nhất là khi bạn chuẩn bị nghe thấy bàn chân nhỏ xíu đạp trong bụng. Nhưng luôn có cách giết thời gian mà. Bạn thích phần nào nhất? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, like và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này.